Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tip on New York Times thực dưỡng trên tạp chí uy tín của Mỹ The New York Times. Thực dưỡng, Macrobiotic, nguyên lý dùng thức ăn và dưỡng sinh, hơn chỉ là chế độ ăn kiêng. Tác giả, Patricia Gels. Không còn nghi ngờ gì nữa, chế độ thực dưỡng Macrobiotic đã tạo được ấn tượng. Trong những năm 1960, nó được biết đến đơn giản là chế độ ăn kiêng gạo lứt, được coi giống như là văn hóa thanh niên Mỹ kiểu mới, hippie, bỏ học và ma túy. Đến năm 1971, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã lên án Macrobiotic, cho nó có một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn. Điều đó đặt ra không chỉ những mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe của cá nhân mà ngay cả với chính cuộc sống. Vô số chuyên gia dinh dưỡng đã coi nó như một mốt ăn kiêng nguy hiểm. Trong hai thập kỷ qua, rất ít thực hành ăn kiêng gây nhầm lẫn hoặc gây tranh cãi như Macrobiotic. Nhưng, cũng như nhiều vấn đề của thập niên 60, thời gian đã xóa tan nhiều sự nhầm lẫn và đưa nó thành một viễn cảnh đầy tươi sáng. Một số nhà phê bình đang thay đổi giai điệu của họ và ít nhất vài nghiên cứu khoa học đã báo cáo rằng những người theo chế độ ăn uống Macrobiotic có huyết áp thấp và mức cholesterol thấp hơn so với các thành viên dân số trung bình. Chế độ ăn uống Macrobiotic, như chúng ta đã biết trong 3 hoặc 4 năm qua, 1978, là một chế độ ăn uống hết sức lành mạnh. Bác sĩ Frederick Ward Starr, nhà dinh dưỡng học Harvard, người đã từng là một nhà phê bình ồn ào về Macrobiotic, cho biết gần đây, lúc đầu, anh ta, cùng với công chúng, nghĩ rằng chế độ ăn kiêng không có nghĩa là ăn gì ngoài gạo lứt. Nhưng những gì Macrobiotic thực sự là ăn tất cả quy về sự cân bằng. Nói một cách chính xác, đó hoàn toàn không phải là một chế độ ăn kiêng mà là một cách sống, đề cao tầm quan trọng của chế độ ăn uống và của việc cân bằng thực phẩm lành mạnh để đạt được sức khỏe và hạnh phúc tối đa. Không có thực phẩm Macrobiotic, nhưng có những nguyên tắc Macrobiotic. Thuật ngữ Macrobiotic xuất phát từ các từ tiếng Hy Lạp Macro, vĩ đại, to lớn, và Bios, sống cho cuộc sống. Các nguyên lý cơ bản này được phổ biến bởi người Nhật Bản, tiến sĩ George Osawa đại diện. Một số nhà phê bình giờ đây bỗng nhanh chóng trở thành tín đồ của George Osawa. Đó là bao gồm ăn toàn bộ thực phẩm có nguồn gốc từ môi trường xung quanh họ, và dần dần cai sữa, thực phẩm tinh chế và chế biến, xử lý công nghiệp, các sản phẩm từ sữa và đường. Vâng, những người theo cách của Macrobiotic họ ăn gì? Rất nhiều ngũ cốc nguyên hạt, rất nhiều rau, muối, dầu thực vật và dầu hạt và nước tương là những gia vị phổ biến. Cá, thịt, động vật có vỏ, sò, nghêu và trái cây được ăn theo quy định thời gian. Các sản phẩm sữa và mật ong được đặt sang một phía, xem là thực phẩm điều trị bệnh hơn là thức ăn. Mặc dù đây gần như là chế độ ăn kiêng chẳng giống theo cách thông thường, nhưng nó lại gần với các mục tiêu về chế độ ăn kiêng được đề nghị bởi Thượng viện, hơn là chế độ ăn điển hình của Mỹ với nhiều đường, thực phẩm chế biến và chất béo động vật. Theo như tôi thấy, chế độ ăn kiêng ngày nay, nó thực sự không khác gì nhiều so với chế độ ăn kiêng thực vật thông thường. Bác sĩ Starr nói trong một nghiên cứu gần đây, bất cứ ai cũng chuyển từ chế độ ăn uống trung bình của người Mỹ sang chế độ ăn uống Macrobiotic sẽ giảm đi 10-15 pound do mất đi lượng mỡ thừa. Người Mỹ, ông nói tiếp tục, nhận được 40% lượng mỡ do ăn thịt. Và bạn cũng biết đấy, tôi cũng chẳng cần nhất định phải ăn thịt trong khẩu phần ăn của mình. Tiến sĩ Edward Hatcat, giáo sư y khoa tại Đại học Y Harvard, đã nghiên cứu các nhóm người trưởng thành tuân thủ chế độ ăn uống Macrobiotic và báo cáo rằng ông đã tìm thấy một loạt các kết quả huyết áp thấp đáng kinh ngạc, đi kèm với mức cholesterol cực thấp. Chúng tôi đã cố gắng xem xét mọi phần trong cuộc sống của họ, để xem liệu các thông tin gì đó mà đã tạo ra sự khác biệt như vậy hay không. Ông nói, chúng tôi thấy rằng thiền không phải là vấn đề, hút thuốc không phải là vấn đề, thêm muối trong chế độ ăn uống cũng đã không phải là vấn đề. Vậy tại sao lại ầm ĩ về nó? Các tranh cãi lớn đã bắt đầu và đi từ cái thường được gọi là chế độ ăn dùng gạo nguyên hạt, gạo lứt, whole grain, chế độ ăn kiêng theo kiểu này. Theo đó, người theo dõi được báo cáo là không ăn gì ngoài gạo lứt và một lượng chất lỏng tối thiểu. Nó còn được gọi là chế độ ăn kiêng số 7, vì ông Osawa khuyên những người theo dõi nên từ từ đơn giản hóa chế độ ăn uống của họ, giảm dần lượng thức ăn động vật và các sản phẩm nhiều chế biến. Họ đã tiến tới một chế độ ăn kiêng không phức tạp, được gọi là số 7, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, một lượng rất nhỏ rau và chất lỏng, và ít thứ khác. Theo những người ủng hộ đương đại của Macrobiotic, chế độ ăn gạo lứt đã gây ra tranh cãi và chưa bao giờ thực sự được công chúng hoặc nhiều người trẻ cố gắng tuân theo. Các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia dinh dưỡng, các nhà khoa học và những người dõi theo chế độ ăn uống Macrobiotic cho thấy không ai từng tiếp tục hoặc cá nhân biết bất cứ ai từng theo chế độ ăn kiêng ăn gạo lứt một cách nghiêm ngặt. Làm thế nào một chế độ ăn kiêng không có gì ngoài gạo lứt và trà, phát sinh từ 12 cuốn sách nấu ăn. Khi được hỏi cô Anne Mary Colvin,
người đã tuân theo các nguyên tắc macrobiotic từ những năm 1960 và hiện đang dạy nấu các món ăn tự nhiên trong căn hộ ở Upper West Side của cô. Vấn đề là, theo như đề nghị của cô Colbin, xuất phát từ việc giải thích sai về văn hóa và từ sự sẵn lòng của người Mỹ để chấp nhận chế độ ăn kiêng mới này, bài viết này vào năm 1971. Tôi đoán rất nhiều người không bao giờ bận tâm khi nhìn vào toàn bộ triết lý. Cô ấy tiếp tục, họ chỉ nghe thấy ở đâu đó rằng không ăn gì ngoài gạo lứt là tốt cho sức khỏe. Họ không bao giờ nghĩ về những gì họ đang làm với chính mình. Cô Colbin dạy các lớp học của mình theo các nguyên tắc macrobiotic, nhưng cô không sử dụng thuật ngữ này vì cô nhận thức được rằng nó sẽ làm mọi người trở nên bối rối. Tôi không muốn thay đổi thế giới, cô ấy nói, nhưng tôi muốn mọi người biết rằng một sự thay đổi trong chế độ ăn uống có thể thay đổi cách bạn cảm nhận và sống. Đó không phải là câu hỏi về thịt hay không thịt, mà là câu hỏi của những người biết rằng họ có trách nhiệm với sức khỏe của chính họ. Các nguyên tắc macrobiotic xuất phát từ nền triết học phương Đông cổ đại cho rằng tất cả sự sống là sự cân bằng giữa các lực của âm và dương. Mặc dù bản thân không có lực lượng nào được coi là xấu, nhưng những người theo macrobiotic nhắm đến sự cân bằng 5 phần âm với 1 phần dương trong cuộc sống và trong chế độ ăn uống của họ. Khỏe địa lôi phục, quay về phục hồi tình trạng nguyên gốc, nguyên sơ, thực phẩm gen, âm, bao gồm rau, ngũ cốc, đậu và rong biển. Trong cuộc sống, các biểu hiện mở rộng, thoáng mát, nhẹ, tâm linh được phân loại là âm, động vật và các sản phẩm động vật được phân loại là dương, cũng như muối, cá và thịt gia cầm. Trong cuộc sống, những hành động cô đọng, nóng bỏng, nặng nề, là vật chất, là dương. Triết lý cho rằng nên tránh sự thái quá, các thái cực. Đó là lý do tại sao đường, cực kỳ âm, và thịt, cực kỳ dương, thường phải tránh trong chế độ ăn kiêng này. Nhiều người, như Bin Dapti, đã chuyển sang triết lý và chế độ ăn kiêng này, vì họ đã tuyệt vọng cùng đường. Tôi đã 47 tuổi, nặng hơn 200 pound và cảm thấy khủng khiếp, anh nói. Hôm nọ, khi anh ngồi chân trần và cắt tỉa trong căn hộ ở Fifth Avenue sang trọng của mình, nhìn những người trẻ hơn mình một thập kỷ so với độ tuổi 62 tuổi của mình, ông Dapti giải thích rằng, sau khi đi qua tất cả các giai đoạn, từ người sành ăn Pháp đến bạn đặt tên cho nó, anh ấy đã giải quyết vấn đề bằng chế độ ăn macrobiotic. Tôi thấy chế độ ăn uống của mình ngày càng đơn giản hơn, và tôi tiếp tục giảm cân và cảm thấy tốt hơn và tốt hơn nữa, ông nói. Ông Dapti là một cựu phóng viên báo chí và là tác giả của những cuốn sách khác nhau như là Lady Sings the Blues, Billie Holiday năm 1950, và Sugar Blues, đã nêu ra lời chứng thực về sự thay đổi cuộc sống mạnh mẽ của ông từ những gì ông gọi là béo, không lành mạnh và khốn khổ, để sau đó giảm mập và hạnh phúc. Ông Dapti đã kết hôn với Gloria Swanson, cũng là một người ủng hộ thẳng thắn các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ông Dapti nói rằng họ thường đi du lịch cùng nhau để thúc đẩy lối sống của mình, trong những khách sạn khó khăn với bếp nhỏ để họ có thể tự chuẩn bị thức ăn theo cách mà họ muốn. Người ta, ông Dapti vừa nói vừa cười, họ có một ý tưởng kỳ lạ về chế độ ăn uống của chúng tôi. Khi mọi người đến ăn tối, họ thấy rằng họ chẳng nhận được gì ngoài một đĩa đầy cánh chim ruồi và một cốc trà bán trà. Trong thực tế, chế độ ăn kiêng điển hình của Dapti Swanson bao gồm các món ăn như bánh mì kê, salad đầy rau mầm, dưa chuột và hành tây, súp miso nhẹ, bánh rau mùi tây, và dĩ nhiên là cơm. Giống như hầu hết mọi người khác, ông Dapti thừa nhận là một người thỉnh thoảng say rượu, thường là ở một cửa hiệu bánh mì. Vấn đề với thực phẩm ngày nay là chúng ta có sự phong phú, không có gì như là một bữa tiệc sang trọng nữa, anh ấy tiếp tục. Các món ăn của tôi thỉnh thoảng là một con gà lôi từ trang trại của một người bạn, và một ly rượu sâm banh hay rượu vang thường xuyên. Với Richard Price, một người New York khác theo macrobiotic, thích món kem, nhưng chỉ ít thôi. Vào năm 1968, ông Price, một người khác bị cuốn hút bởi macrobiotic vì đã tuyệt vọng. Bản thân ông bị thừa cân, bị nhiễm trùng thận và đã trải qua mọi chế độ ăn kiêng điên rồ tưởng tượng trong nỗ lực của mình để cải thiện. Tôi đã ăn nho trong 2 tuần. Tôi tuân thủ theo Adele David. Tôi đã thực hiện chế độ ăn giàu protein. Rồi sau đó tôi đọc được một số quyển sách Osawa. Bây giờ tôi có thể cười vào những thái cực quá khứ đã trải qua. Tôi bắt đầu ăn gạo lứt, brown rice, ăn chay. Về cơ bản là những gì tôi đã ăn hôm nay, anh ấy tiếp tục. Tôi đã nghĩ về những gì tôi đang làm và nhận ra rằng trong khi tôi đang giảm cân, tôi vẫn còn rất nhiều năng lượng và giữ cảm giác tốt hơn và ngày càng tốt. Ông đã bị cuốn hút. Ông đã rời bỏ công việc giảng dạy ở trường trung học ở Cleveland, đến châu Âu và học ở đó với những đầu bếp nấu ăn kiểu macrobiotic. Tôi vẫn chưa biết nhiều, ông nói, nhưng tôi đang học và quá trình chuyển đổi của tôi đã diễn ra dần dần. Ông quay trở lại Hoa Kỳ, nấu ăn một thời gian, các món bánh hamburger, và từ năm 1973, ông là đầu bếp tại East Chain West, một nhà hàng hướng đến chế độ ăn macrobiotic ở làng Greenwich. Những người theo chủ nghĩa thuần túy sẽ không gọi chúng tôi là macrobiotic, ông Price nói.
Vì chúng tôi phục vụ món ăn rất nhiều cá, chúng tôi có các sản phẩm từ sữa. Vì nếu bạn muốn thu hút nhiều người đến nhà hàng, bạn bắt buộc phải có món ăn làm từ chúng. Anh ấy giải thích thêm, bạn không thể mời một người đàn ông sống bằng thịt và khoai tây đến đây, để rồi thưởng thức những chiếc bánh kê. Trong khi ông Price thấy chế độ ăn uống của người Mỹ đang thay đổi, ông lưu ý rằng vài năm trước, nhiều quy định đã không bị bắt chết trong các nhà hàng chay. Ông tin rằng người Mỹ quá giống cừu trong chế độ ăn kiêng của họ. Họ có thể tuân theo bất kỳ chế độ ăn kiêng nào đi cùng, miễn là nó được nêu ra. Những gì chúng ta cần phát triển là một ý thức về macrobiome của người Mỹ, không phải là phương Đông. Ông nói, lý do duy nhất khiến macrobiome ăn một lượng lớn gạo lứt như vậy là bởi vì Osawa là người Nhật. Ông cười, nếu anh ấy là người Đức, tất cả chúng ta sẽ ăn bắp cải và bánh mì bột chua. Nguồn Facebook Đức Đề Si Mét Nguyễn. Ha ha ha,